Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Yay! Thì các bạn nhìn thấy gà mặc đồ thì cũng biết là gà đang ở đâu rồi đúng không? Hiện tại thì gà đang ở quê nhà Đà Lạt, xinh đẹp. Thời tiết ở đây bây giờ đang là như thế nào nhỉ? Buổi sáng thì nó nóng, buổi chiều nó cũng nóng, đặc biệt nóng thì chắc chắn sẽ là buổi trưa. Nhưng mà tới buổi tối thì siêu lạnh luôn. Trên giường của gà thì nó có tận hai cái mền và cái nào thì nó cũng rất là kiểu siêu cấp dày ấy. Không mất tiền. Hôm nay thì gà mới cắt mái nên trông trời ơi ngu vậy. Thì gà đang cầm một cốc cà phê này là của, thật sự không phải là cốc cà phê, nó là một cốc hot chocolate của School Bus. Nếu mà bạn nào mà ở Đà Lạt thì chắc sẽ biết tới cái brand này. Nó là một cái quán cà phê rất là nhỏ xíu, rất là dễ thương, nằm bên cạnh trường đại học Yên Sinh. Thì đã từ rất lâu rồi gà mới có cơ hội gọi là ngồi xuống để quay video cùng với các bạn đúng không? Tại vì gà nhớ là video cuối cùng mà gà ra thì chắc là từ hồi trước Tết rồi mà gà ăn Tết hơi kỹ. Thì ăn chơi xa đọa xong tới giờ mới có thời gian ngồi xuống làm video. Shame on me. Thì như các bạn đã nhìn thấy những thứ này trong video ngày hôm nay, gà sẽ chia sẻ về 5 thói quen mà có thể sẽ thay đổi làn da của các bạn vĩnh viễn. Và điển hình là nó đã thay đổi làn da của gà. Ok, vậy thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn đi. Cái thói quen đầu tiên mà Gà muốn chia sẻ với các bạn, nếu các bạn là người đang bị mụn và các bạn đang sử dụng tẩy trang nhuận dầu thì các bạn hãy đổi sang tẩy trang nhuận nước. Thế là tẩy trang nhuận dầu là một cái thứ rất là vật bất ly thân với rất là nhiều người. Tại vì là có những bạn make up rất là đậm rồi sử dụng những cái sản phẩm ví dụ waterproof. Đối với các bạn, tẩy trang nhuận dầu có thể là một cái gì đó mà các bạn không thể sống thiếu đúng không? Tại vì lớp dầu sẽ rất là dễ dàng gọi là rửa trôi đi lớp make up dày, lớp make up waterproof đó. Nhưng mà có một cái câu chuyện như thế này, lúc mà các bạn sử dụng tẩy trang nhuận dầu á, thì khi mà các bạn nhũ hóa thì các bạn cần phải nhũ hóa rất là kỹ. Còn không á thì nó rất là dễ để lại cái cặn dầu kèm với lại là cặn make up chưa có được tẩy trang sạch ở trên mặt. Thật sự là cái bước nhũ hóa nó rất là mất thời gian luôn. Các bạn cứ tưởng tượng là mình sẽ phải đưa một ít nước lên, xong mình lại bắt đầu massage, xong mình lại phải thêm một chút nước, xong mình lại massage tiếp. Thì có rất là, mình không biết được, có những cái ngày á, thật sự là có những cái ngày mà mình kiểu mình lười, xong mình sẽ đổ một đống gọi là nước lên, xong mình tát lên luôn. Nếu mà làm như vậy thì rất là dễ khiến cho lớp dầu chưa được nhũ hóa, và khi chưa được nhũ hóa thì nó sẽ động lại cặn dầu kèm với lại là cặn make up. Thì như vậy thì rất là dễ khiến cho da bị mụn. Nên mình cảm thấy là cái thói quen đầu tiên mà mình đã chỉnh trong cái skincare routine của mình, tại mình biết là mình là con người lười nên là mình đã chuyển qua sử dụng loại tẩy trang nhuận nước. Tẩy trang nhuận nước thì mỗi lần mình tẩy trang mặt mình á, thì mặt mình có thể là mình make up cũng không đậm lắm và cũng không sử dụng quá nhiều sản phẩm kiểu waterproof, nên khi mà mình dùng mình chỉ cần dùng tầm 5 miếng bông á là mình đã đủ tẩy trang cho cả mặt rồi. Mình cảm thấy vậy rất là tiện. Rồi tới thói quen thứ hai mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay thì cũng liên quan tới việc tẩy trang luôn, là nếu bạn là một người mà không thể nào sống thiếu tẩy trang nhuận dầu ấy, thì sau khi các bạn nhũ hóa xong, các bạn rửa sạch mặt rồi, sau khi tẩy trang xong với dầu ấy, thì các bạn hãy sử dụng miếng bông có thấm tẩy trang nước để các bạn lau lại. Thì như vậy vừa đảm bảo là các bạn lấy đi tất cả mọi thứ gọi là còn sót ở trên mặt, và cũng vừa đảm bảo là không bị dính cái trường hợp như mình nói là còn dầu tẩy trang động lại trên mặt, còn dầu tẩy trang thừa lại trong một chân lông ấy. Thì như vậy rất là dễ gây mụn. Quá nhiều về tẩy trang nhuận nước rồi, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái sản phẩm tẩy trang nhuận nước mà mình đã dùng gọi là mấy năm nay, từ khi nó ra tới giờ, từ khi nó hot tới giờ thì mình vẫn sử dụng loại này mà mình chưa thay đổi. Thì đây là tẩy trang của By Face đây. Thì đối với mình thì cái tẩy trang này nó rất là rẻ luôn, một chai to ạch này tầm 120-130 thôi. Tuy nhiên là mình có thể sử dụng gọi là xuyên suốt một tháng hoặc hơn một tháng cũng được. Thì mình thấy cái loại tẩy trang này nè, được một cái là nó rất là ẩm, nên lúc mà lên mặt mình á thì nó không làm cho mình có cảm giác bị khô rít gì hết. Và đồng thời thì sau khi mà mình tẩy trang xong thì mình cũng có một làn da tương đối là đủ ẩm, chứ nó không có bị cảm giác bị căng á, các bạn có hiểu không? Với lại là một cái nữa thì là cái tẩy trang này thì nó ở trong này có một ít gốc dầu ấy, đúng không ta? Mình có cảm giác là cái texture của cái chai nước tẩy trang này nè thì nó hơi có một tí gì đó dầu, nên lúc mà mình dùng để tẩy trang những cái vùng ví dụ như là vùng môi hoặc vùng mắt thì nó tẩy trang rất là dễ. Thậm chí là khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm gel kẻ mắt mà waterproof, hoặc là sử dụng son môi mà kiểu liquid lipstick, kiểu son kem lì đồ vậy đó, thì mình thấy là cái em tẩy trang này cũng rất là được việc. Cái thói quen thứ ba mà mình thật sự là cái thói quen này là cái thói quen quan trọng nhất nè, nó là hoàn toàn thay đổi làn da của mình luôn, đó chính là các bạn hãy rửa mặt sau khi tắm xong.
Thì hồi trước á, mình thường có một cái thói quen là mình sẽ gọi là đánh răng rửa mặt hết xong mình mới vô mình tắm. Rồi mình đi ra là mình không có rửa mặt lại. Tuy nhiên mình cảm thấy cái việc đó rất là sai lầm. Tại vì khi mà mình gội đầu rồi xong mình sử dụng dầu xả thì rất dễ nha. Khi mà mình xả cái vùng tóc ở đây nè thì rất dễ cho để cho cái vùng, cái dầu xả nó sẽ dính lên cái vùng này nè. Thì khi mà nó dính vô cái vùng này, các bạn biết cái texture của dầu xả rồi, thường thường nó rất là nhờn và rất là dính, thì nó sẽ rất khó để bị rửa trôi bởi nước bình thường á. Và nó sẽ làm cho cái vùng này của mình nó nổi mụn, nó mần mần, nó gọi là sẩn sẩn, gọi là sao ta, nó giống như là nó nổi mẩn lên xong rồi nó có những cái cồi mụn nhỏ nhỏ rất là ghê. Hồi xưa mình còn bị nổi cồi mụn mẩn mẩn nhỏ nhỏ trên cái khu trên này nữa nè. Tuy nhiên sau khi mà mình đổi cái thói quen của mình một chút xíu, đó là mình rửa mặt lại sau khi mà mình tắm gội, thì mình cảm thấy là từ đó thì cái vùng này và cả cái vùng này nữa là không có bị mụn nữa. Các bạn, nếu mà các bạn là người tắm gội xong mà không rửa mặt lại mà các bạn cũng hay bị nổi mụn ở những cái vùng này giống mình, thì các bạn hãy thử gọi là sau khi tắm gội xong mình hất hết tóc lên xong mình rửa mặt rồi mình đi ra. Okay. Rồi thói quen thứ tư mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay đó chính là thói quen uống nước sau khi ngủ dậy. Thì một người bạn của mình đã chia sẻ với mình rất là nhiều kiến thức, gọi là sao ta, kiến thức mang cái tính gọi là khóa học về cái vấn đề tại sao mình nên uống ngay một cốc nước sau khi mà mình ngủ dậy. Thì việc đầu tiên là bởi vì trong bụng của mình, trong xuyên suốt quá trình ngủ thì nó sẽ tích tụ axit. Khoang miệng á, thì khi trong suốt quá trình ngủ sẽ tích tụ bazơ. Thì khi mà mình uống nước là mình sẽ đưa bazơ từ miệng xuống khoang bụng, thì nó sẽ trung hòa cái bụng của mình và bao tử của mình sẽ hoạt động tốt hơn. Và ngoài ra nữa thì mình có cảm giác nó giống như là một cái đạo động thái, nó lọc cơ thể vậy á. Khi mà mình uống nước thì giống như là bao nhiêu vi khuẩn sinh vật rồi nó xuống hết rồi, xong mình sẽ thải ra bằng đường khác. Thì như vậy thì cơ thể của mình nó sẽ trở nên đỡ tích tụ độc tố hơn. Và ngoài ra thì nếu mà bao tử của mình hoạt động tốt thì những cơ quan khác cũng sẽ hoạt động tốt, gan còn cái kiểu đỡ bị bụng thư giãn. Thói quen thứ năm cũng là thói quen cuối cùng mình chia sẻ trong video ngày hôm nay, đó là các bạn hãy thường xuyên thay bọc gối. Đấy, mình cảm thấy là lúc mà mình xuống Sài Gòn xong mình kiểu bị lười thay bọc gối ấy. Và từ đó trở đi là mình rất là dễ nổi mụn ở mấy cái vùng này luôn, mấy cái vùng mình gọi là tiếp xúc trực tiếp với bọc gối vậy đó. Yeah, gosh, không có nên một chút nào đâu. Các bạn nên thật sự chú tâm vào cái việc thay bọc gối tầm một tuần hai lần, thì như vậy sẽ đảm bảo là bọc gối của chúng ta luôn sạch sẽ, và cả phần tóc nè, rồi phần mặt mũi rồi cái kiểu thì nó vẫn sẽ được đảm bảo hơn, đúng không? Với lại là đặc biệt là nguy hiểm là khi mà chúng ta đi bụi ở ngoài đường về á, thì bụi sẽ bám lên tóc, và khi chúng ta nằm lên bọc gối thì bọc gối rất là dễ bị dơ. Hãy nhớ thay nó thường xuyên nha, nếu các bạn không muốn bị mụn. Đó, video ngày hôm nay nó chỉ ngắn gọn vậy thôi. Hy vọng các bạn thích video, nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe channel của Gan nhé. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.